ตึงตายเนี่ยนะก็ไม่ต้องเซ็นวางปืนลงปล่อยวางปืนลงยกมันขึ้นดึงว่าครับตาจูทำสาวจื้อฉันไม่เป็นไรตัวทำสาวโชคดีนะครับกันซากเล่นอย่างไรจิ้มตาไปเก็บจ้าโรงแรมเราพอดีแต่เขาไม่มาดับหนักจะได้พอดีมีคนโทรไปแจ้งครับก็เหนื่อยแล้วนะยี่ตัวบิ๊กใครอ่ะอะไรเธอมาช่วยฉันทำไมสโกเลยยึดตัวก็ฝ่ายละโก้มุ่งตัวเจ็บสั่งตึ้งแต่โก làm nhiều việc xấu quá. Vậy cô đến tìm tôi làm gì? Tôi đến là để nói với cô. Tôi chấp nhận yêu cầu của cô. Dự án của Thêm khi nào kết thúc, tôi sẽ lập tức ly hôn với anh ấy. Cô nói những điều đó có chắc chắn không? Cô nên nhớ, tôi làm như vậy là điều gì Phương? Tôi làm bất cứ điều gì cũng là vì anh ấy. Đợi một chút. Nhưng việc đó là bí mật của hai chúng ta. Tôi biết chứ. Ngày thứ 285. Tài liệu này được chúng tôi lấy từ phía cảnh sát. Tất cả những tài liệu có liên quan, cộng thêm tài liệu của Max. Còn đây là tài liệu có liên quan đến Mervin và Chicha. Quách, cậu thấy thế nào? Tôi... Lên. Em nghĩ hôm nay mọi người sẽ làm việc muộn, nên em mang một túi thức ăn đến cho anh. Làm phiền mọi người quá. Không sao, đâu có phiền gì đâu. Ba người chúng tôi vui lắm. Vì tôi và Nick cũng đang đói mà. Vậy để tôi mở ra cho mọi người ăn nha. Ừ. Để tôi giúp chị. Không sao đâu, tôi làm được mà. Để mà chúng ta có. Về vấn đề bên Putin, cách dùng quyền lực, nó rõ khu vực này, anh ta là thủ phạm. Nhưng điều đó không thể kết tội anh ta được. Chúng ta cần tìm thêm những chứng cứ. Mà nhiều hơn, tôi nghĩ những chứng cứ mà chúng ta có được là chưa đủ. Nếu như chúng ta tìm được kết, thì tốt rồi. Nghĩ tới Mi Cha là hết tức. Chúng ta tới bao nhiêu công sức cho vụ đi hôn với cô ta. Cô ta đã mất hút. Cô ta có đầu mối gì trong chuyện này hay không? Mi Cha. Nói sao? Bây giờ hả? Quát. Máy tính của chúng ta có phần mềm Spot không? Có. Có. Bây giờ tôi sẽ mở tần số hình với cô. Nisha nói có chứng từ quan trọng muốn gửi cho chúng ta xem. Thật là ngại. Là phiền các bạn trễ thế này. Cô nói chứng từ quan trọng là gì đi? Cứ từ từ. Tuy chậm một tí nhưng nó rất có giá trị. Là anh ta. Tôi muốn nói chuyện với anh ta. Được. Tôi đồng ý giúp các bạn. Nhưng các bạn phải hứa là đừng vì tôi nói với mọi người chuyện này
mà khởi tố tôi. Được, tôi sẽ không khởi tố anh. Nhưng anh đã giết Si Cho rồi. Tôi bắt người thôi, không phải tôi giết, mà là bên Bodin giết. Nếu đúng là như vậy, thì hãy nói cho chúng tôi biết nơi chôn cái xác đó, và cho chúng tôi biết dụng cụ giết người của các anh. Được, chúng ta gặp mặt ở đâu? Ok, chúng ta đi. Lên. Xin lỗi em, anh phải đi công chuyện xíu. Không sao đâu, mọi người đi đi. Nên chúng tôi sẽ quay lại, sẽ ăn hết mấy thức ăn của chị chuẩn bị. Em đi trước đi. Chà chà. Có việc gì vậy? Việc của tôi đã làm xong rồi. Công việc tiếp theo là của cô đó. Tôi phải làm gì? Sáng mai 10 giờ gặp nhau tại cửa hàng của tôi. Đến rồi sẽ biết. Đang ly hôn à? Tôi muốn biết chắc chắn cô thật sự phải ly hôn với Phương. Sau khi vụ án này kết thúc, Phương sẽ nhận được tài liệu này, và cô muốn ly hôn với anh ấy. Vậy nếu Phương không muốn ly hôn với tôi, cô yên tâm, anh Phương là một người con trai có lòng tự trọng. Nếu vợ của mình muốn ly hôn, cô cho rằng anh ấy sẽ cầu xin và quay lại với cô sao? Trả lại kết hôn để cho cô mở miệng cho anh ấy trước mà. Anh ấy sẽ dễ dàng chấp nhận. Cô không nghĩ tới chuyện này hay sao? Tôi tin chắc nếu cô mở miệng ra trước thì anh ấy sẽ chấp nhận ly hôn. Cô có muốn mọi việc tốt đẹp hay không? Tôi sẽ giúp Trương bắt được Bên Bên Bên. Ký đi. Còn nếu Trương thua cuộc thì không cần phải ký. Chính cô đang quyết định cho Thun đó. Lan, anh không sao. Anh không sao cả. Đại giá này kết thúc thì cô đừng nuốt lời đó. Cô cũng biết rồi đó. Lên. Anh vì em, bất cứ mọi việc, chuyện gì anh cũng có thể làm được hết. Em cũng có thể làm mọi việc vì anh. ถ้าวันหนึ่งเราต้องแยกจากกันจริงๆ
ราจะได้จากกันด้วยความรู้สึกที่มันดีThơm, ăn mệt không? Lại đây uống miếng nước đi. Lên, sao hôm nay em về sớm vậy? Em về sớm để được gặp anh, để được ôm anh nữa. Anh có muốn em ôm anh không?Lên. Sao hôm nay em lạ vậy? Có việc gì nữa phải không? Em chỉ là muốn làm điều mà em làm thôi. Từ sau cái hôm mà anh bị bắn, em mới biết thời gian chúng ta ở bên nhau thật quý biết bao nhiêu. Nếu như có một ngày chúng ta chia tay, có thể là hôm nay,cũng có thể là ngày mai. Em chỉ nhớ rằng thời gian qua em đã rất vui. Nếu ngày mà chúng ta chia tay nhau là có thật thì chúng ta hãy lưu lại những kỷ niệm đẹp này nha. Nên em đừng nói vậy, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu như anh có thể bắt được Wimbledon về tùKết thúc mọi việc. Sau khi xong dự án này, thì đi đâu cũng được. Chỉ cần em thích thì đi